Hello, Bảo Trang. Hello, teacher. Okay, how are you today? I'm good. Very good. Okay, đọc từ mới cho con. Học Yes. từ mới cho con. Okay, cô kiểm tra từ mới nhá. Nào, nói cho cô biết này, từ cơ thể tiếng Anh là gì? Cơ thể tiếng Anh là gì con? Cơ thể. Body. 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 Ok. Tiếp theo này. Nó tải lâu nhỉ. Đợi cô chút. Tiếp theo này, cánh tay là gì? Arms. Không phải ạ. Arms. Đây là hai cánh tay đúng không? Một cánh tay sẽ là arm, cong lưỡi lên một chút nhá, được chưa? Tiếp theo, cái tai. Ear. Ear, chính xác. Mắt. Eye. Khuôn mặt. Face. Chân. Nail. Chân cơ mà con. Bàn chân ấy. Foot. Foot, chính xác. Bàn tay. Hand. Hand, cái đầu. Head. Cái cẳng chân. Leg. Miệng. Mouth. Mũi. Nose. Nose. Tiếp tục này. Đâu rồi? Cái đuôi. Tail. 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 Mày theo. Tail. Tail. Tiếp tục này. Lưng. Lưng lưng. Lạc. Cái gì đọc lại cho cô từ lưng xem nào. Lưng là gì con? Con nhớ không Su? Su có nhớ từ lưng không? No. Thế sao hôm trước không ghi hả? Hôm trước cô bảo ghi từ nào không thì lại bảo không ghi từ nào. Nào, đọc lại cho cô từ lưng này. Back. Back. Ghi ngay vào vở cho cô. Lần sau không biết từ nào phải ghi ngay từ đấy vào vở nhá. Không có cái chuyện là không ghi từ nào đâu nhá. Back. Lười ghi là không được đâu nhá. Được chưa? Back có nghĩa là lưng. Ghi đi con nhanh lên. Xong chưa? Yes. Ok, tiếp tục này, hỏi tiếp này. Nói cho cô biết này, từ vai tiếng Anh là gì? Shoulder. Shoulder, cổ. Neck. Tiếp tục cánh. Wings. Wings. Tiếp tục này, bụng. Bụng hoặc là dạ dày. Mặt. Stomach, đọc sai rồi. Stomach. Stomach. Tiếp tục này, dài là gì? Long. Cao là gì? Tall. Thấp là gì? Short. Trẻ là gì? Young. Già là gì? Old. Đúng rồi, rất tốt. Bị quên mỗi từ back thôi. Khá là tốt rồi. Giỏi. 9 điểm. Được chưa? Cố gắng nhé. Lưu ý cho cô từ nào mà con chưa chắc chắn thì con bắt buộc con vẫn phải ghi cho cô nhá. Không tiếc gì mấy cái nét chữ cả. Nào, hôm nay thì mình sẽ sang Unit 7. What is the weather like? Được chưa? Câu hỏi What is the weather like? Có nghĩa là gì hả Su? Thời tiết Like ở đây nó không phải là động từ thích đâu nhá. Like ở đây đứng đằng sau to be này, có nghĩa là liên từ, nó là liên từ và nó có nghĩa là gì?
nào? Biết thế Như thế nào? nào? Được chưa? Được rồi. What is the weather like? Nghĩa là thời tiết như thế nào? What is the weather like? Được chưa? Lưu ý cho cô. Đọc to cho cô nào. What is the weather like? What is the weather like? Nếu mà what is thì sẽ không có what nữa. What is the weather like? Hoặc là what's the weather like? Thế nhá. Đọc lại nào. What's the weather What the weather like? Okay, very good. Tiếp tục này. Now, so what can you see in this picture? What can you see in this picture, Bảo Trang? Sun. The sun. I can see the sun. I can see the So what is the weather like? Thời tiết thì như thế nào nhỉ? Nhiều bức It tranh. sunny. Rất tốt, chính xác, giỏi lắm. Okay, now when we talk about the weather, there is rain or snow, we say. Khi mà chúng ta nói về thời tiết này, khi mà thời tiết có mưa hoặc là có tuyết thì mình sẽ nói là it's raining nếu mà thời tiết có mưa, hay là it's snowing nếu mà thời tiết có tuyết, được chưa? When we talk about the sun, clouds or wind, we can say. Khi mà chúng ta nói về mặt trời này, mây hay là gió thì chúng ta có thể nói này, it's sunny có nghĩa là có nắng này, cloudy là nhiều mây này, và windy là trời có gió. Được chưa? Các cái tính từ này Bảo Trang biết hết rồi đúng không con? Yes. Ok, đọc lại cho cô nhá. Raining. Raining. Snowing. Snowing. Sunny. Sunny. Cloudy. Cloudy. Windy. Windy. Ok, very good. Now, draw the missing pictures. Thì cái này, đây là viết vẽ ra bức tranh còn thiếu. Tuy nhiên thì không cần vẽ, chỉ cần giải thích nghĩa cho cô thôi. Number one, a coat. A coat có nghĩa là gì hả con? Áo Tiếp tục, clouds. nhưng đám mây The wind. gió A kangaroo. chuột túi Rain. mưa Bats. rơi A scarf. khăn The moon. mặt trăng Rất tốt, đọc lại cho cô nhá. A coat. coat, Clouds. clouds, The wind. the A kangaroo. wind, Rain. kangaroo, Bats. rain, A scarf. scarf, The moon. moon. Very good. Tiếp tục nhá. Nào, bài này là bài con sẽ chọn từ để điền vào câu cho cô. Ở mỗi câu này thì nó sẽ là một cái định nghĩa về một cái danh từ nào đó. Và nhiệm vụ của con là xem người ta định nghĩa về cái danh từ nào. Ví dụ, this is longer than a jacket and you wear it outside. Nó dài hơn cái áo khoác và bạn sẽ mặc nó bên ngoài. Thì đấy chính là áo khoác dài. Đó chính là a coat. Được chưa? Tương tự như thế, con có hiểu và làm cho cô các câu còn lại được không? Ok, làm cho cô. Hello. Đang ở nhà. Có ra chưa? Đúng rồi. Đại gọi ra chép.
Chưa tắt cho bao sáng xuống như đây. Làm nốt hai câu đi con. I'm Ok, cô chữa bài nhá. Now, number one, the moon, chính xác. Number two, bat, chính xác. Number three, rain, rất tốt. Number four, the kangaroo, tuy nhiên viết sai chính tả. Sao lại có chữ hai lẫn hai chữ g lẫn thế? Một chữ g thôi chứ. A kangaroo, được chưa? Câu số 5, a scarf, chính xác. Câu số 6 là, câu số 6 sai. Sao câu số 6 lại sai? They are white or gray and sometimes snow falls from them. Tại sao con này lại sai? Bảo Trang dịch cho cô nào. Dịch cho cô câu 6 đi. Chúng có màu gì kìa? chúng có màu trắng hoặc xám và ai Và đôi khi thì snow là gì? đôi khi Snow là gì con? Snow là tuyết. Ô. tuyết. Sẽ fall là rơi từ chúng. Được chưa nào? Chúng có màu xám hoặc là màu trắng và đôi khi thì tuyết sẽ rơi từ chúng. Thì nó phải là đám mây chứ con. Cơn gió thì làm gì có màu hả con? Tóm lại ở đây là gì? Tóm lại ở đây là không nhớ được từ snow. Đọc lên. Snow. No. Tiếp theo này. Từ fall. Fall là động từ mang nghĩa là rơi. Tóm lại là chưa dịch được cái vế thứ hai. Snow falls from them là chưa dịch được. Thế nên câu này làm sai. Và cái thứ nhất này. Con phải đọc được cái vế thứ nhất chứ. Chúng có màu trắng hoặc là màu xám. Làm gì gió nó có màu của con. Được chưa? Fall là rơi. Fall from là rơi từ đâu. Được chưa? Được chưa? Vậy thì câu này nó đáp án nó phải là clouds. Có hiểu không? Yes. Đọc to lên. Snow. No. Fall. Oh. Ghi vào vở. Ok, nhìn chung thì tốt. Nhìn chung làm bài này thì tốt. Lưu ý về chính tả. Được chưa?
I'm done. Okay. Tiếp tục nhá. Đâu à? Now, Charlie and Lily's favorite weather. Listen and complete. Bài này thì nhìn thứ nhất là nhìn vào đây cô. Nhìn vào các từ ở bên dưới cái ô màu hồng này này. Được chưa? Đây là các cái từ mà con sẽ phải chọn để điền vào chỗ trống. Được chưa? Và nhiệm vụ của con trong bài tập này đó chính là nghe. Nghe và chọn để điền từ vào chỗ trống. Bài này không khó nhưng cần sự tập trung rất là lớn. Bởi vì các từ này viết khá gần nhau. Khi mà con nhận được một cái đề thi mà các từ nó viết gần nhau như thế này. Nghĩa là mình phải nghe liên tục thì không nên làm vào giấy thi luôn. Hay ở đây là không nên viết trên màn hình. Được chưa? Không nên viết luôn vào đề tờ giấy thi. Nó sẽ dẫn đến việc rối. Rối. Chính vì thế nên là rối ở cô miền Bắc rối có nghĩa là bị loạn đấy, bị loạn lên đấy, thấy chưa? Thì cái mà con cần đối với những cái bài con nhìn thấy bài nghe mà nó liên tiếp những cái từ cần điền như thế này là gì? Con sẽ viết ra nháp, viết các đáp án ra nháp, được chưa? Rồi sau đó mới hoàn thiện vào đề thi và tờ giấy thi hoặc là hoàn thiện trên màn hình. Đã hiểu chưa? Yes. Được chưa nào? Sẵn sàng nghe chưa? Are you ready? Yes. Nghe nha. 7C. What's the weather like? Charlie and Lily's favorite weather. 1. Oh no! It's raining. I don't like the rain. Really? Why, Charlie? Because I can't ride my bike to school when it's raining. Oh, do you like sunny weather then? Yes, I love sunny weather. 2. Are you happy today, Lily? Yes, I'm happy because it's windy today. Why do you like windy weather? Because I need the wind to fly my kite. OK, chỉ có thế thôi đấy. Nghe lại lần thứ hai nhá. Yes. Ừ. Bài này bắt buộc phải nghe hai lần, ít nhất là hai lần. 7C. What's the weather like? Charlie and Lily's favorite weather. 1. Oh no! It's raining. I don't like the rain. Really? Why, Charlie? Because I can't ride my bike to school when it's raining. Oh, do you like sunny weather then? Yes, I love sunny weather. 2. Are you happy today, Lily? Yes, I'm happy because it's windy today. Why do you like windy weather? Because I need the wind to fly my kite. OK, được chưa? Có cần nghe lại lần cuối cùng không? No. OK, tốt. Nào, chỗ trống số 1 điền gì? Đọc nhanh. Chỗ trống số 1 điền gì, Su? Charlie likes sunny. Tiếp tục, số 2. Ride the bike. Sai. Ít y làm gì có ít y ride a bike hả con? Ô. Ít y là chủ ngữ là ít, động từ to be là y. Tại sao lại ride a bike được? Làm gì có cái thì nào như thế đâu. It is ở đây cộng với tính từ chỉ thời tiết. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng gọi là chủ ngữ giả định đấy. Mai sau sẽ học. Bây giờ chỉ cần hiểu khi mà sử dụng là thời tiết như thế nào đó thì nó sẽ sử dụng là it is hoặc là it was tùy, nhưng chủ ngữ sẽ là it, được chưa? Sau đó nó cộng với động từ to be và sau đó cộng với tính từ chỉ thời tiết. Ở đây là it is raining mới đúng. Tiếp tục, tiếp theo đi con. Số 3 là gì? Ride a bike. Ride his bike, được chưa? Câu số 2.
Con đọc thôi, con đọc cả câu lên đi. Cô thấy con cứ lớn ngớ. Nào đọc cả câu lên đi xem nào. Sao cứ vụng vụng về thế? Lily is happy when it is windy because she missed Sai. the The wind. Chỗ trống tiếp theo điền gì? to Chỗ đó là trống đằng chỗ fly. cháu hơ Fly hơ gì her. Kite. ok đấy là chữ trái thôi đúng không, chứ còn chỗ trống này viết là fly rồi thì chắc chắn chỗ trống này con sẽ sai đấy đúng không, chữ trái thôi đúng không. Tiếp theo là lúc nãy con làm đúng câu này chứ đúng không, con có làm đúng không, cái câu mà cô bảo con là sao lại là ride his bike ấy, con có làm đúng không? Con làm đúng đúng không? Nhưng mà cách con trình bày cái đáp án nó bị vụng về ấy, con đang bị kiểu tự thiếu tự tin ấy. Mà con thiếu tự tin thế con nói với người khác, người ta lại tưởng con sai giống như lúc nãy con nói với cô ấy. Thế nên là trình bày nó phải rõ rõ ràng mà mình nói dứt khoát lên. Ví dụ cô bảo con là chỗ trống số 1 điền gì? Nói luôn, Sunny. Chỗ trống số 2 điền gì? Nói ra cái đáp án đi thôi. Sao mà cứ phải phải run sợ thế con? Việc gì mà mình phải như thế? Được chưa? Khi mà con tự ti ấy, khi mà con thiếu tự tin ấy, thì con nói thì nó sẽ bị ấp úng và nó sẽ sai đấy. Ngay cả khi mà con viết không sai, nhưng khi con nói lên thì nó sẽ là một phần của cái thể hiện cái kết quả của con ấy. Thế nên là mình phải tập, tập nhá. Mình tập có một cái giọng nói tốt, một cái giọng nói to rõ ràng. Và mình tập một cái gọi là một cái gọi là một cái gọi là cái như thế nào nhỉ, nói như nào nhỉ, phong thái tự tin khi mà mình nói trước người khác hay mình nói trước đám đông ấy, đấy là một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng, thậm chí nó còn nó là một cái kỹ năng mà không thể thiếu trong cái trong một trong những cái kỹ năng mềm, thì cái đấy kỹ năng đấy là kỹ năng quan trọng nhất ấy. Được chưa, việc con nói là việc con trình bày cái kết quả của con ra mà, Trả cô chưa chị? được chưa nào. Thế cái chỗ trống này thì con điền gì? Con có điền là training không? Đó, rõ ràng là đúng hết. Rõ ràng phần 1 này đúng hết. Nhưng mà con trình bày cô không hiểu cái gì cả. Cái việc con nói ra là con đang thể hiện cái kết quả của con ấy. Ở trên lớp cũng thế. Được chưa? Mình mà như thế, mình mà không nói, hoặc mình mà thiếu tự tin thì mình sẽ bị mất đi rất nhiều cơ hội. Có thể đứa khác nó không giỏi bằng mình đâu, nhưng mà nó sẽ vì nó nói tốt, vì nó hay nó chém gió tốt mà nó được nó hơn mình đấy, mà nó sẽ được có những cơ hội nhiều hơn đấy. Thế cái này mình phải sửa nhá, nhớ chưa, ăn to nói lớn lên nhá, nhớ chưa, tự tin lên nhá, nhớ chưa. Nào bây giờ cô bị sai có mỗi cái câu 2 này thôi. Câu 2 lý do sai không phải là vì không nghe được, câu 2 lý do sai đó chính là không chưa xác định được là chỗ trống này cần gì. Thứ nhất này, con điền từ fly ở đây. Ở đây đằng trước là the cơ mà. The thì nó phải cộng với danh từ chứ. She neither, cô ấy cần cái gì đó để cái gì đấy. Thì mình phải nghĩ ngay, nếu mình đã nghe được mục đích là bay thì mình phải nghe ra là cô ấy cần. Thế vậy cần gì để bay? Cần gió. Cái lúc này không cần phải nghe được từ wind luôn. Có hiểu không? Mà bây giờ cô cho nghe lại này. Nghe lại cái câu câu sai này. 7C2. Yes, I'm happy because it's windy today. Why do you like windy weather? Because I need the wind to fly my kite. Được chưa? I need the wind to fly my kite. Tôi cần gì nhỉ? Tôi cần gió để làm, dịch đi con, fly là Diều. gì? Đúng rồi. Đợi cô một chút, đợi cô một chút. Ok, tiếp tục nhá. Nào, trước khi học tiếp thì thoát ra vào lại cho cô.